Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ Đài, sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2022. Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ Đài, sân vận động thành phố Yên Bái. Đoàn đại biểu của tỉnh đã báo công với Bác về những kết quả mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua. Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng cả nước vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu của tỉnh xin nguyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang cách mạng và anh hùng của tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện chung sức tiếp sức, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đem sức lực, tâm huyết và trí tuệ xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, tạo thế và lực mới cùng cả nước vững bước tiến lên trên con đường ấm no, hạnh phúc. Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải và Văn Yên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2022, Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải hiện có 15 cơ sở hội với trên 1.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao ý chí tự lực tự cường, lao động, kinh doanh giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội. Trong 5 năm, hội nhận ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân được trên 81 tỷ đồng, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, có 3 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 28 tổ hợp tác sản xuất và 38 mô hình gia trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các ngành đoàn thể thành lập 14 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 30 tổ tự quản về an ninh trật tự, tham gia 93 tổ hòa giải ở các thôn bản, tổ dân phố và hòa giải thành công trên 400 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Các hội viên cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải còn quyên góp 200 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh huyện Mù Cang Chải đã bầu 19 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội cựu chiến binh huyện Văn Yên đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6 đề ra. Các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai rộng khắp. Trong nhiệm kỳ, hội đã xây dựng được 35 tập thể, 158 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh nghèo chỉ còn 4,4% theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá giàu chiếm 62,2%. Hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào do huyện phát động như dịch rào hiến đất, ngày thứ bảy cùng dân, lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Vận động hội viên hiến trên 27.000m2 đất, đóng góp hơn 23.000 ngày công, gần 2 tỷ đồng để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Trong phong trào cựu chiến binh trách nhiệm sáng tạo hiệu quả, đoàn kết chung sức đồng lòng cùng toàn dân phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, cán bộ hội viên đã quyên góp ủng hộ được trên 190 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để phòng chống dịch. Với tinh thần dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa 7 nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cũng đã tuyên dương khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng nay, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Trấn Yên tổ chức đại hội khóa 2 nhiệm kỳ 2022-2027. Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Trấn Yên hiện có 16 tổ chức cơ sở hội và chi hội trực thuộc với gần 400 hội viên. 5 năm qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ.
tích cực tham gia viết bài, biên soạn, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để thế hệ trẻ và nhân dân hiểu hơn về vị trí, tầm quan trọng chiến lược của tuyến chi viện Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, những công hiến hy sinh của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong công tác tri ân nghĩa tình đồng đội, hội đã hỗ trợ nhà cho 6 hội viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp đỡ được 5 hội viên giải quyết những tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Ngoài ra còn vận động hội viên hiến 320 m² đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, vật liệu để làm đường, xây dựng nhà văn hóa, tích cực tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội. Các hội viên còn giúp nhau vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó đã giúp 23 trên 24 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội. Nhân dịp này, hội đã kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ nghĩa tình Trường Sơn với chủ đề tri ân chiến sĩ Trường Sơn do Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam phát động. Vụ mùa năm 2022 này, nông dân thị xã Nghi Lộ gieo cấy hơn 2.000 ha lúa. Hiện lúa trà 1 đang ở giai đoạn đẻ nhánh, trà 2 bén rễ hồi xanh. Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã, lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên trong thời gian này, nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ, dày và khô vằn phát sinh gây hại. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ khuyến cáo nông dân tập trung bón thúc khi lúa bén rễ hồi xanh. Lượng phân bón cân đối hợp lý theo quy trình sản xuất của từng giống. Giữ mực nước trong ruộng để tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh khỏe. Đồng thời chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh trên cây lúa. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ cũng khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc trừ sâu theo nguyên tắc 4 đúng là đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ. Giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa mùa năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân huyện Lục Yên đang tích cực xuống đồng phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Ngay từ sáng sớm, gia đình chị Triệu Thị Thây ở thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã ra đồng gieo cấy lúa và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho diện tích đã gieo xạ. Năm nay gia đình chị gieo cấy gần 1 mẫu, chủ yếu là giống Thái Bình. Đây là giống lúa có khả năng chống chọi sâu bệnh tốt, cho năng suất cao. Tôi cấy khoảng mẫu hơn mẫu ấy. Nhưng mà thì gia đình chỉ toàn cấy Thái Bình, bắt đầu cấy khoảng là 1-2 ngày, 2 đến 3 ngày là xong. Vụ mùa này, gia đình bà Vi Thị Nhâm cấy 8 sào với giống lúa Việt Lai 20. Đây là giống lúa ít bị sâu bệnh hại, cho năng suất sản lượng cao. Gần 8 sào nhưng mà hiện nay tôi đã cấy được 2 sào rưỡi là Việt Lai 20. Còn khoảng 6 sào nữa thì khoảng hơn 1 tuần nữa tôi sẽ hoàn thành. Nguồn nước thì thấy là tưới tiêu trong là cũng thuận tiện đấy, xong là thời tiết nó ủng hộ nữa. Vụ lúa mùa năm nay, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên có kế hoạch gieo cấy 250 ha lúa với các giống như Thiên Ưu 8, BC15, Thái Bình. Các giống lúa lai chiếm 70% diện tích, còn lại 30% là các giống thuần. Sau khi làm đất xong, có đủ nước dẫn về đồng ruộng, người dân đã bắt tay ngay vào gieo cấy lúa mùa. Là một trong những vụ sản xuất chính của năm, nên ngay từ khi bước vào vụ sản xuất, xã Minh Xuân đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung làm đất, gieo cấy và chăm sóc mạ đúng kỹ thuật, cấy cùng giống, cùng trà trên một khu vực. Đã triển khai tới 14 trên 14 thôn. Hiện nay thì Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các thôn là tổ chức phát dọn, nạo vét kênh mương để rong dẫn nước về đảm bảo cho công tác phục vụ tưới tiêu, đảm bảo đúng khung thời vụ. Thì tổng diện tích vụ mùa năm 2022 là 250 ha. Thế hiện nay đã triển khai và thực hiện được là 5 ha. Thì bà con nhân dân thì đang gấp rút cải tạo đất để tổ chức gieo cấy. Hiện nay 100% diện tích đất cấy của các địa phương đã được bừa ngả, trong đó hơn 90% được bừa kép cấy. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, nông dân các địa phương trong huyện đã đồng loạt xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Trong quá trình sản xuất, huyện Lục Yên chỉ đạo các địa phương tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ từ khâu làm đất đến gieo mạ, cấy lúa, nhất là trà mùa sớm. Để có một vụ mùa thắng lợi, thì Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên đã chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên ở cơ sở tăng cường công tác hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân cấy lúa theo đúng kỹ thuật, đúng tuổi mạ và quan trọng nhất là đúng lịch thời vụ do
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành, đặc biệt là những cái xã mà được giao chỉ tiêu trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa. Thứ hai là về chăm sóc và bón phân cho lúa thì chỉ đạo bà con nông dân là chăm sóc bón phân cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật. Đặc biệt là khuyến cáo bà con là bón phân sớm để cho lúa đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung. Hiện nông dân Lục Yên đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 3.600 ha trong khung thời vụ tốt nhất.